Ôi, mày đang sợ sao? Đừng lo nha anh bạn, thú y sẽ đến sớm thôi. Ken, không được chọc phá con cá heo. Thuamviet.com. Em chỉ kiểm tra thôi mà. Em thấy nó không được vui. Đó ổn. Đó. Hả? Chúng là... Không thể nào. Ken, mau lên, mau mở cổng cho bọn chúng vào. Chúng đã khiến nó căng thẳng. Mật mã là gì? 4, 8, 3, 5, 6. Hả? Các dấu hiệu... Cả một gia đình cá heo gặp luôn hay sao? Không thể tin được. Ken, nhanh, đóng cổng lại. Thuamviet.com. Chắc chứ. Làm ngay, không chúng thoát ra mất. Theo ý sếp. Không được thả chúng ra. Chị quay lại ngay. Biết ngay là chị Malo có vấn đề mà. Thật sao Honey? Em phải đi hả? Được. Hugo, tôi đang đến đây. Và tôi cần thêm mấy tấm lưới. Là Malo. Trốn. Chị ấy làm gì ở đây vậy? Gì? Ông cần thêm thời gian. Chị ấy nói với ai vậy? Tấm ảnh này là nàng tiên cá. Nàng tiên đó được rồi. Chờ chút. Ai đó? Tóm lại phải nhanh lên đó. Coi nào, đi thôi. Ôi không. Các em cá heo. Nè, mở cổng ra đi. Ken, cậu đang làm gì vậy? Là chị Malo muốn đưa bọn chúng vào đây để an ủi Ngọc Bích. Nó đang Thuamviet.com. Cô ta không đưa chúng vào. Cô ta đã bắt chúng. Cậu phải thả bọn chúng ra ngay. Cậu đang nói cái gì vậy? Ken, giúp bọn mình đi. Mình giải thích sao, mình hứa đấy. Đi mà Ken, không còn thời gian đâu. Được rồi. Mình nghĩ là mình vẫn còn nhớ mật khẩu. Cái gì? Đúng là số này rồi mà. Làm sao có thể sai được? Chị ấy vừa nói với mình. Đáng lẽ ra mình không nên tin bạn. Đáng lẽ mình đã cứu được em ấy. Nhưng giờ thì tất cả đều bị bắt. Ayla, mình thật xin lỗi, mình không biết. Đúng, cậu không biết. Tự mình sẽ lo liệu chuyện này. Ayla, khoan.